Ok, chào các bạn. Với mức giá khoảng 22 triệu đồng mà có một cái bộ PC để các bạn có thể chiến game được 2K thì nó khó hay không ta? Ngày xưa thì khó nha, ngày xưa thì rất khó nhưng bây giờ thì nó rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần tốn 22 triệu đồng để có được một con card đồ họa là RTX 3060 và kèm theo là cấu hình CPU i5 12400F. Hôm nay lên một cái cấu hình cho anh em mang tên là TTK Fire White Edition. Cũng là bộ TTK Fire nhưng mà nó sẽ có một cái tông chủ đạo là màu trắng. Và mời các bạn cùng xem thử bộ PC này có cái gì hay ha. Nhân tiện quảng cáo cho chương trình Noel cùng Tai Tech, nếu như các bạn nào mà muốn có quà chơi Noel thì tụi mình đang give away 7 món liên tục trong vòng 7 ngày luôn. Nên là các bạn có thể coi thêm thông tin ở trên fanpage của Tai Tech ha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái mức chịu tải tối đa của cái hệ thống này khi mà chúng ta stress test ở một cái bài test là Cinebench R23 10 phút ha. Thì đây là cái thông tin mà mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn về con CPU này. Ở khoảng một năm trước á, mình test con i5-12400F này nè. Đây, khi mà cái BIOS của các cái mainboard nó chưa có được tối ưu ngon như bây giờ á, thì khi nhớ là khi đó nó ăn điện lên tới 100W, tức là mặc định á, mặc định là mainboard sẽ bơm như trong cái hệ thống CPU tới 100W lận. Nhưng mà bây giờ những con main bây giờ nó đã được cập nhật qua rất là nhiều những cái bản BIOS sau khoảng 1 năm á, cái con này bây giờ nó tối ưu rất là ngon nha. Các bạn chỉ cần bơm vô đó là khoảng 80W thôi. Đây, khoảng 80W ha. Thì cái xung nhịp của nó vẫn giữ ở mốc là 3.99G. Và nó cũng vẫn giữ nguyên như vậy ha, nhưng mà nó chỉ là cần 80W thôi, so với một năm trước mình test là lên tới 100W á. Lúc đó thì cái mainboard BIOS nó chưa ngon. Và bởi vì thành ra là chúng ta có một cái mức điện nó rất là ít, nó chỉ có 80W, nên là nhiệt độ của CPU nó cũng rất là thấp luôn. Nó chỉ khoảng 82 độ C. Ở cái bài test này hồi sáng mình có test một lần rồi là khi chạy hết 10 phút, nó cho ra cái số điểm là khoảng 12.000 điểm, vẫn là con số cách đây một năm. Nhưng mà cái nhiệt độ tối đa của CPU nó chỉ là 87 độ C thôi ha. Thì ở đây mình đang test cho các bạn coi được cái mức xung nhịp cũng như là cái mức ăn điện. Nên là chính cái tản nhiệt này hiện thời nó đang kéo rất tốt con i5-12400F này. Các bạn không cần phải nâng cấp một cái tản nhiệt khác xịn hơn. Nhưng mà tuy nhiên nếu như các bạn cần tản nhiệt nước để cho nó đẹp hơn thì các bạn hoàn toàn có thể thay thế ha. Nhưng mà chính cái con tản tụi mình đã test rồi và tụi mình vẫn cam kết với các bạn là nó vẫn chạy rất là ngon cho con CPU này. Đây là những cái scene cuối cùng của bài test nè, các bạn coi là nhiệt độ CPU khi này là khoảng 83 độ C ha. Và cái điện năng tiêu thụ của nó đang dừng ở cái mức là 85W tối đa và nó sẽ nằm ở mức là khoảng 80W thôi như mình có nói. Cho nên là nó vẫn rất là mát. Chính con tản này nó vẫn có thể sử dụng rất là thoải mái ha các bạn ha. Xung nhịp nó vẫn giữ là 3.9G. Đây mình đang test cái game Apex Legends ha. Thì mình bật cái setting cho các bạn coi trước nè. Mình đang để ở full screen nè, độ phân giải là 2K nha. Rồi những cái tính năng như là VSync thì mình tắt ha, để cho nó không có bị lock cái FPS lại. Anti-aliasing là TSAA nè, 8GB nè. Đấy, gần như là các bạn thấy là high hết rồi. Đấy, đây là setting high của Apex Legends ở độ phân giải 2K cho một cái cấu hình là RTX 3060. Thì các bạn có thể coi được cái frame time nó cực kỳ ổn định luôn. Nó chạy hàng ngang luôn các bạn, nó không giật lên chút nào đó. Nè, 144 hơn nè. Rồi, 2K là quá dễ. Lâu quá rồi không có chơi cái này. Hồi đợt lúc chơi cái này là nó mới về Việt Nam. Nhưng mà đợt đó thì cái server nó bị lắc á, nó bị bất rồi cứ dăng game hoài, ghét, sau này không chơi nữa. Từ từ nha, bình tĩnh nha bro. Ủa, thường là cái pha này phải chạy chứ đúng không? Nó sẽ không đi một mình đâu ha, nó sẽ phải đi với một team đúng không? Đâu rồi. Các bạn coi cho mình cái FPS ha, các bạn thấy là FPS nó vẫn rất là cao ha. Ủa, nó đâu rồi ta? Thôi mình chạy qua chỗ bồ đi. Ơ, nó bắn mình. Ủa gì vậy? Bắn gì vậy? Ê. Tao bắn mày. Gì vậy? Ui. Rồi xong đau rồi. Đây các bạn có thể thấy là card đang full load ha, nhưng mà CPU thì nó load rất là ít, cho nên là nếu như các bạn muốn bật thêm trình duyệt web các kiểu thì nó vẫn thoải mái ha. Thì một game nhanh nhanh như vậy các bạn có thể coi được cái mức nhiệt của GPU với lại CPU ha, vẫn rất là lý tưởng dưới 85 độ C cho card.
và mình đang đóng nắp case nha, chứ không phải là mở nắp. Đây là con game thứ hai, game Valorant. Thì đây là một cái game esports thôi, chứ không phải là game AAA nữa. Và đây, chúng ta coi được cái mức setting nè. Mình đang để video ở chế độ là full screen ha, tràn màn hình ra đây nha. Mình áp dụng đây luôn. Rồi đó, mình đã tắt hết tất cả những cái tính năng mà giới hạn FPS ha. Cái NVIDIA Reflex mình cũng tắt luôn. Chất lượng đồ họa mình để cao hết tất cả mọi thứ rồi các bạn ha. Rồi, đây. Đấy, các bạn có thể coi được cái FPS. Ui, gì vậy? Ủa, cái này được quyền mua súng đúng không ta? Rồi, các bạn cứ theo dõi thêm cái FPS ha. Đây. Ủa, anh Tài hay quá, anh Tài ơi. Single kill. Cái màn có 75 hệt à. Bắn giật quá. Khó chịu quá. Vô đầu. Đây, thì FPS nó sẽ khoảng là 400 cho độ phân giải 2K. Xa ghe với chúng tôi à. Ê, bực bội quá nhỉ. Ôi, cái gì vậy? Tại mình đang chơi một cái màn hình mà nó có độ phân giải cao, nhưng mà tần số quét nó hơi thấp á, nên là nó hơi giật giật. Nhưng mà các bạn có thể thấy là FPS nó rất là cao ha. Và ngay bây giờ thì card đang load là khoảng 76%, CPU thì khoảng 30%. Đấy. Ý, bực quá vậy. Mới bắn lộn xong. Mày lô rồi đúng không con? Ủa? Ủa nó bắn mình đâu nha? Rồi mạng cuối nè, mạng cuối ao nè. Nói chung là 400 FPS ha, cho độ phân giải 2K. Easy game luôn. Cái màn hình này nó là độ phân giải 2K nhờ 75Hz đó các bạn con, nó xé hình nè. Nó xé điên cuồng luôn. Các bạn lắc cái người một cái là thấy nó xé, cái tường nó bị xé ra hết luôn. Đấy, thấy không? Thấy cái tường không? Đấy, cái tường nó bị xé ra hết luôn. Cái tần số quét nó thấp quá so với lại 400Hz. Ui, thua rồi. Ok, và đó là game Valorant. Vậy nhìn chung là về cái bộ PC trên, các bạn có thể thấy được cái phần sức mạnh hiệu năng của nó khi mà ứng dụng ở trong game ở độ phân giải 2K đúng không? Nó khá là đơn giản, nó chẳng vấn đề gì cả. Và card đồ họa bây giờ nó rẻ quá anh em. 22 triệu các bạn đã có được một con 3060 rồi. Cho nên là nếu như các bạn có muốn BBC, các bạn có thể inbox ngay cho fanpage của Titec. Mà mình sẽ để một cái phần đường link ở phía bên dưới là các bạn có thể dễ dàng nhắn tin m.me/TitecBC. Các bạn có thể vào trong đó để mình nhắn tin nhờ tư vấn hỗ trợ build cấu hình và tụi mình sẽ ship hàng tận nhà cho anh em. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều và đừng quên là mình xin sóng video vào lúc 19:30 hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.